Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Troventure. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong cuộc hành trình tìm hiểu Trove này. Và rất là tiếc khi mà mình quay thì cái video trước nó bị lỗi, không có giữ lại cái cảnh mà mình làm cái Adventure Portal này được. Mình làm Adventure Portal ở hình như là bên đây, không bên đây đúng rồi. Chúng ta làm ở đây, chúng ta làm từ mấy cái portal nè. Nó cũng không có khó lắm, bởi vì Adventure Portal này mới level 1 thôi à. Nó sẽ có Uber, nó là Uber, nó tính theo Uber level. Thì Uber level có 2, 4, 5, 6, 7, 6. Và cái này là Rom, Skyrim. Thì Skyrim này mình chưa đủ. Mình thiếu mấy cái bottle cũng rất là nhiều thứ, các bạn đã thấy được. Vì thế chúng ta sẽ phải đi farm từ từ. Còn bây giờ chúng ta sẽ, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi farm những cái món đồ khác để mình có thể làm được mấy cái... Mình đang mong muốn là làm một cái Club World để mình có thể vô trỏng mình xây dựng chẳng hạn. Bây giờ tạm thời thì mình sẽ mở những cái thùng này ra trước. Uncommon, Eye Up, Kyubutu. Bấm tiếp. Uncommon, Metallic Block Recipe. Chúng ta bấm phải chuột vô để học, đúng không? Left mouse, bấm trái chuột. Auto Body Blue. Auto Body Blue là sao? Không hiểu. Nhưng mà cái đó chuyện đó từ từ tính. Và những thứ không quan trọng này mình sẽ dục bỏ hết. Tentacle. Bỏ hết. Chúng ta có một cái thùng để chứa tất cả những cái món đồ ép ở trong này. Có vẻ như nó bắt đầu nó quá nhiều rồi. Mình sắp hết chỗ để có thể chứa được những món đó. Chúng ta bỏ Infinium vô. Septon, mình còn thiếu một ít Septon nữa chúng ta làm được rồi. Chúng ta có Portal nè. Các bạn thấy được Portal phải Club World chứ. Chúng ta làm đầu tiên là nem cạc Create Club World. Thì chúng ta sẽ cần thêm 8 cái Septon nữa. Ta đi kiếm 8 cái Septon nào. Rồi sau đó mình sẽ đi vô Uber World để chúng ta cùng tìm hiểu cái thế giới Uber đó. Rất là đau đớn. Nãy giờ quay cho đã thì cái video nó mới thấy là nó bị lỗi gì đó. Nó không lên hình luôn, cho nên phải làm lại. Lâu lâu nó cũng có những cái lúc nó bị khùng. Chúng ta đành phải chịu thôi. Và mình sẽ thu hoạch. Hôm nay là ngày chúng ta sẽ đi thu hoạch những cái món này. Trong bất kỳ những cái chương trình adventure nào của mình thì nhiều khi có những cái lúc mà mình không có tập trung nhiều về những cái phần này, bởi vì khi mà mình giới thiệu các bạn mình xây dựng một cái gì đó thì mình đã chuẩn bị từ trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đào từ từ luôn. Ta đào tất cả những thứ nào chúng ta cần luôn cũng được. Đào mấy cái này nó cũng không khó, nó cũng khá là nhanh. Cái gì đây? Đây rồi. Infinium Ore. Cái đá này hình như cái loại quặng này nó hơi bị hiếm. Banh nghe con. Ồ, có nữa. Oh. Và mình cũng đã có làm thêm một cái bình thuốc ở chữ T á, để mình có thể quay về một cách dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta đi coi thử coi chúng ta kiếm thêm Septon nào. Hiện tại mình đang ở Medieval Highland. Mấy cây nấm này chúng ta sẽ né tụi nó ra. Công việc vẫn là đi kiếm những cái đồ ép thôi. Ây da, con nhện. Con nhện. Con nhện nè. Banh sát nó cho mình một cái Sticky Iker Wrapping Material. Đó, Septon kìa. Ta sẽ lên đào Septon. Và trước tiên chắc là giết con nhện này trước đi, để tránh tình trạng nó quậy phá mình trong lúc mình làm việc. Tất cả những cái Septon này sẽ được dùng để làm Club World. Quá đã. Bây giờ chúng ta cần... chắc là phải cần quay về kiếm một cái slot. Và không biết có cách nào để kiếm cái Gleam nhanh hơn hay không. Chứ mà đập mấy cái cỏ này kiếm Gleam hơi bị chậm. Đó, một Gleam. nhưng mà chắc không phải bây giờ. Ở đây rồi. Mushroom chân để dành làm đồ ép luôn. Crafting material nghĩa là những cái món đồ này trở thành đồ ép rất là dễ. Chúng ta phải cứ đi farm nó thôi. Farm, cắm đầu farm. Thiệt là kinh khủng. Hai cái slot kế bên luôn. Bây giờ chúng ta có thể tạo được rồi. Đây, một cái bam. Rồi sao xài? Nó ở đâu? Và phải chuột vô, trái chuột vô. Ý Thiên TV. Ok. Successfully create club Ý Thiên TV. Đâu, cái Club World. Bấm vô để dịch chuyển tới Club World. Để coi thử coi cái Club World của mình nó như thế nào. Rất là hồi hộp. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thử một cái không gian riêng của người chơi đó mà. Medieval Highland tuyệt vời. Rồi sao? Vậy là chúng ta chỉ mới có một cái khu đất như thế này thôi. Không phải khu đất mà một cái hòn đảo. Một cái hòn đảo. Sea of Deep Regret. Không. Quá regret. Regret là cảm thấy hối hận. Và bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có lẽ cái lớp qua này chúng ta thể xây nhà ở đây được. Đâu để mình đi khám phá thử coi khu vực xung quanh đây còn gì nữa hay không. Ta có cây búa ở chính giữa kìa. Ta zoom cái bản đồ lên coi. Thì cây búa ở chính giữa nó... cây búa nó là cái gì? Architect. Architect là những cái công trình xây dựng đó hả? Có thể xây ở đó đó hả? Ta đào cái cây được không? Được mà. Orange block. Như vậy là chúng ta đã có được cái lớp world cho riêng mình. Và mình sẽ có lẽ là sẽ chăm chút nơi đây nhiều hơn. Còn cái cornerstone đó chúng ta không có cần quan tâm nhiều. Chúng ta chỉ xây cho đẹp thôi. Để chúng ta thể bước vô trọng và có những món cần thiết. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua bên này. Bây giờ mình muốn quay về cái kia thì mình bấm chữ H đúng không? Disconnect from server. Hài quá đi. Nó vẫn còn giữ cái tiếng hoài luôn. Bây giờ mình sẽ chờ coi thử coi nó vô lại hay không. Rồi. Có lẽ là chúng ta đang vô lại. Chúng ta đang được login trở lại. Enter World kìa. 42, 57, 90, 93. Rồi vô login player luôn. Đó, vô. Bây giờ sau khi đã tạo Club World xong rồi thì mình có một số cái mình muốn đi khám phá. Đó chính là những cái này ở đây. Tiếng gì? Ví dụ như hàng này, cha này bán cái gì? Bán đây cái bè nè. Cái bè. Cái bè này 500. Tôi có bao nhiêu? Tôi có 500. Symbol sell. Có cái bè, có cái này. À mình có thể coi được mình có bao nhiêu ở đây. Basic fishing pole là mình có cái này rồi. Chắc là mua cái bè. Mình chỉ có 500 thôi. Có nên mua hay không? Có lẽ chúng ta nên đi farm thêm rồi chúng ta mua một lượt luôn. Tới 1.500 lần á. Làm trò dĩ đẳng. Nghe tiếng thật là ghê. Đánh bom mà. Đáng lẽ ở Hub World nên hãy cấm những cái màn đó. Không có cho bắn phá như vậy. Ồn ào. Khổ lắm. Nói chung là cái game này nhiều khi đang chơi á, vô chọn cái cửa, cái cổng như vậy đó thì tự nhiên nó lại bị out ra. Nên đôi khi mình cũng không biết sao nữa. Chúng ta cứ hy vọng là chúng ta không bị out ra là được. Ôi coi nó bay kìa. Lắc á. Do game nó lắc cho nên chúng ta bay vèo vèo luôn. Ta kiếm được thêm Gleam không? 590 rồi kìa. Đó. Không biết có cách nào kiếm cái Gleam nó nhanh hơn hay không, hay là phải cứ từ từ mà đi farm bằng cái cách đạp mấy cái cây đó ra. Bây giờ chúng ta đi kiếm một cái slot để mình có thể đặt cái nhà xuống và mình coi lại những cái món gì khác mà mình cần phải làm không tới. À, có cái slot sẵn luôn kìa. Đi kiếm chi cho cực khổ. Ngay bờ biển. Bây giờ chúng ta coi thử cái chúng ta ráp cái gì nữa. Ngoài cái Club World chúng ta có thể mở rộng được. Home World Heart. Bây giờ chúng ta phải làm cái này để làm gì? Play in Club World. World Spring. Lame Corner Wrap Thermal Former. You to customize a span. We want to destroy everything in the castle and border. Nghĩa là chúng ta phải có cái này để mở rộng hả? World Spring nè. Portal Bench. Play in Club World. You want to create portal to Club World with cheap. Tạo mấy cái cửa. Club Chest. Placeable Club Chest. Share Chest for an Officer in Club Community Chest. Chà, có nhiều thứ chúng ta phải chế tạo mà bây giờ hiện tại mình chưa có đầy đủ những món này. Và nói một chút về cái portal thì chúng ta sẽ đi cái Uber để coi thử. Infinium Ore cần tới 2000, bottle cần 500 bottle để chúng ta thể tìm được khi Gardening, đúng rồi, cái tool Gardening. Gardening thì mình cũng đã làm được rồi. Cái công thức chế cái Gardening thì chúng ta thể coi trong này, trong Profession. Gardening này chúng ta cần Septon và Sunlight Bum. Sunlight Bum thì mình cũng đã kiếm được. Bây giờ chúng ta mở cái bản đồ lên. Hiện tại chúng ta không có cái vùng đó ở gần đây. Có. Các bạn thấy ở bên trái, nhưng mà lát nữa mình sẽ đi đến đó để mình farm thêm thì chúng ta sẽ biết được. Gardening đây nè. Fort. Garden Bench. Chúng ta kiếm được cái Sponges. Spongy này là mấy cái bọt biển để lấy nước. Và bây giờ mấy cái Rasit chẳng hạn. Sunlight Bomb cần 20. Một cái được cái Rasit. Chúng ta thể đặt được ở đâu? In Highland where it cover the landscape. Và lawn, fawn grass, harvested grasses, decorate. Decorate. Thế mình nghĩ mấy này là chỉ để làm màu thôi, không có làm cái gì được hết. Highland Flower Seed. Decorative đó, trang trí đó. Cái mục đích là để trang trí. Chỉ sinh sản vào mùa xuân. Và cái Botanius là chắc là tới bông rồi. Ghê thiệt. Primrose Red. Và một cái Rich Fertilizer. Mình chưa được, chưa nổi. Chúng ta hãy vô đây coi thử. Mình đang muốn nâng cấp cái phần ring wrapping của mình lên cấp 100 luôn. Thì chúng ta phải wrap thêm 19 cái nữa. Hiện tại mình không đủ wrap thêm 19 cái. Mình cần kim cương. Kim cương có được 25. Nhưng mà chúng ta thiếu Septon. 19 cái cần tới 10. Vì mới được có một cái thôi. 19 cái nghĩa là 19 là 100 mấy nữa. Nghĩa là chúng ta phải đi kiếm rất là nhiều tài nguyên. Sẵn thì mình sẽ đi qua phần chỗ cái Sunlight Bum luôn. Nhưng mà trước hết chúng ta đi tham quan cái này đi. Chúng ta đi tham quan cái thế giới Uber. Bởi vì đã lỡ làm rồi, không giới thiệu thì không được. Để cho mọi người cùng xem cái thế giới Uber. Thì theo mình thấy thế giới Uber nó không hề khác cái gì hết. Nó chỉ khó hơn thôi. Nó cái là cái quái nó mạnh hơn. Chuyện gì thế? Tôi bị KS cái slot. Vui thật. Thiếu gì slot khác. Chúng ta phải qua đây. Nữa. Lần thứ bao nhiêu tôi bị KS cái slot đây? Chuyện gì thế? Gì vậy? Đùa. Còn người chơi này là chơi sang luôn. Phá hết luôn. Ở dưới đất không. Còn cái nhà này có 4 cái dách kiến. Bây giờ chúng ta đi kiếm cái slot để đặt cái nhà xuống này, hy vọng mình không bị KS nữa. Cái slot cũng KS nhau đó là sao? Đó, cuối cùng đặt được cái nhà xịn của tôi xuống. Và bây giờ chúng ta coi thử trong cái phần Adventure Crafting Bench thì mình đang cần ép cái Rune Crafting Bench Radiant Shack này thì từ Skyrim đi chưa nổi. Thì hơi khỏi đi. Ta kiếm cái khác, Game Improvement chẳng hạn. Thì thằng này có thể làm được, Formicide đã đủ, Infinium có rồi, chỉ có Enchanted Good là ta phải đi kiếm thêm thôi. Cornerstone, Origin Potion thì là cái bình hồi nãy mình quăng ra đó. Như vậy là chúng ta cũng không có gì để ráp nữa. Và bây giờ có lẽ là mình chỉ cần coi cái phần Gardening này để chúng ta làm cái này. Chúng ta sẽ cần có nước, thì trước khi có nước chúng ta phải cần cái phần này. Nước, chúng ta ép 25 cái này, 25 cái này đi. Cỏ số vô chỗ nhanh. Ráp 25 cái. Chúng ta mà được cái là chúng ta có thể nâng cấp bằng cách chế tạo rất là lẹ. Finish crafting. Bây giờ chúng ta cần nước. Nước mushroom chân cần 3 cái. Vậy là ta phải đi farm thêm mushroom chân. Thì trong thời gian này chúng ta hãy coi thử. Mình đang ở đây thì chúng ta sẽ đi kiếm cái vùng sunflower, nó hơi xa. Và chúng ta hãy đi ngang qua để chúng ta đi ghé cái recipe luôn. Cái recipe là trong đó nó có thể cho mình chế tạo thêm cái gì đó thì mình chưa biết, mình cũng chưa có mò ra cái phần đó. Nhưng mà để chúng ta coi từ từ. Sẵn đây chúng ta đi farm cái recipe cái đi. Xong lên nào. Hiện tại nếu mà các bạn mình nói luôn là hiện tại mình đang chơi theo thiên hướng là chơi solo nhiều hơn. Nghĩa là mình muốn tự mình tìm hiểu tất cả những cái ở trong game. Bởi vì có khi mà lần trước mình truyền hình trực tiếp, mình chơi với khi mình đang chơi đó, có một bạn vô kéo mình thì công nhận điều đó cũng là tốt thiệt, rất là khỏe. Nhưng mà có một cái nó dở là chúng ta đi bỏ nhiều quá. Chúng ta vượt qua những cái mà chúng ta cần tìm hiểu quá nhiều. Mà nhiều khi làm điều đó sẽ làm cho chúng ta mau chán cái game này lắm. Cho nên mình muốn chơi cho nó một cái cách thoải mái nhất. Nên mình đi chơi từ từ. Nhiều khi chúng ta đi vượt qua nhiều quá, mình cũng không thích điều đó lắm. Nên chúng ta đi từ từ thôi. Như vậy là chúng ta xong được một cái recipe. Chết rồi, recipe của tôi đâu? Recipe của tôi đâu? Có chưa? Có rồi, chúng ta đã có một cái recipe ở trong người. Và để mình hốt mấy này đi. Mấy này là mấy cái bóng ma hay cái gì đó. Cái chiêu đâm này ít khi nào mình đâm trúng lắm nha. Gleam. Cái gì vậy? Cái mặt nạ. Thì với cái recipe này chúng ta có thể không, Kerswell recipe you already have unlocked. Cylindero K-Base có thể là ở trong phần Gardening. Đi vô coi thử coi phải không. Đáp correlational gì đó. K-Base không phải Cupcake. Botanius Gardener. Không phải. Bây giờ chúng ta đi tiếp nào. Chúng ta hãy đi thêm. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng sunflower chứ. Các bạn có thấy ở phía bên tay phải chúng ta có một số cái vùng khác nhau. Hiện tại mình đang ở Kerswell nè. Rồi cái kế tiếp nó giáp với Kerswell á, cái vùng màu hồng có mấy cây kẹo là vùng đó là Kendoria hay cái gì đó. Và cái kế tiếp là cái Peaceful Hill. Cái Peaceful Hill đó sẽ có những cái bông hoa hướng dương rất là lớn. Thì với cái bông hoa hướng dương đó thì bạn có thể thu hoạch được mấy cái... Thôi để mình dọn mấy cái này đi. Nó ồn quá. Khổ. Như các bạn đang thấy thì mấy con quái ở trong này nó mạnh hơn mấy con quái ngoài kia nhiều. Như vậy là chúng ta cứ đi ở trong Uber này ngon hơn là chúng ta đi thế giới bình thường. Ghét nó. Cây thẳng. Đây. Để yên cho tôi thu hoạch ba cái khoáng sản này coi. Còn cái gì đó. Cái này là trái bơm này phải. Đó, trái bơm kìa. Đi từ từ như vậy thì mình mới tìm hiểu được nhiều thứ. Còn cái lần mà truyền hình trực tiếp có bạn kia vô kéo đi xa quá, có những cái mình chưa có thể tìm hiểu hết. Với lại có những thứ chúng ta tự tìm hiểu nó sẽ giá trị hơn là những cái thứ được đưa ra trước mắt hết. Chơi game mà đưa ra trước mắt hết thì mau chán lắm á. Chúng ta phải tự tìm hiểu nó sẽ vui hơn. Ví dụ như ngày hôm tập trước, hôm bữa chúng ta cần một cái slime bomb thì mình phải đi tìm hiểu tại sao mình không có cái slime bomb, mình phải kiếm nó ở đâu nó vui. Còn giờ vô chờ các bạn quăng cho mình cái slime bomb chẳng hạn, hơi bị buồn. Với lại những món đồ của mình thì mình thích là đồ của mình tự ép hết. Giống như chơi cái gì cũng vậy. Ví dụ như chơi Minecraft chẳng hạn, đồ thì chúng ta tự kiếm cho nó vui. Còn không chơi keep inventory là vậy. Lỡ như có chết thì mất thì cũng chẳng sao cả, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Qua phần này thì game này cứ chơi thoải mái thôi. Mình chỉ sợ là nó rớt mạng. Nhiều khi nó đang chơi nó lock out. Đó, Infinium kìa. Cái đó là gỗ đúng rồi. Infinium. Chúng ta phải farm cục này nhiều, cỡ 5.000. Không biết có chỗ nào có thể có một cái thế giới nào chỉ để dành cho farm đồ hay không nữa. Chắc chắn là không phải Club World rồi. Mà Club World giờ làm cái dạng hòn đảo vậy cũng hay. Còn nữa không? Club World làm cái dạng hòn đảo thì thích thì mở rộng đảo, còn không thích thì thôi. Bây giờ chúng ta mở cái nhà ngay đây. Mình hồi lại mấy cái bình máu. Mở cái nhà lên, chúng ta hồi lại cái bình máu. Refill lại mấy bình máu. Và bây giờ nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy mấy cái bông hoa hướng dương. Mình sẽ đi tìm những cái bông hoa hướng dương đó. Ví dụ như chỗ này chúng ta đứng, ta không thấy cái hoa hướng dương là hết, thì chúng ta không kiếm được cái slime bomb. Nếu mà chúng ta kiếm được cái slime bomb, ta sẽ thấy cái bông hoa hướng dương bự lắm. Đâu rồi, đâu rồi. Chỗ này có không? Nhìn xa xa không thấy, nghĩa là chắc là không có. Hình như là không có. Không có bông hoa hướng dương. Chúng ta đi kiếm tiếp tục. Chúng ta chạy xuống dưới một chút. Đó, có người chơi đứng ở đó. Chắc có lẽ anh ấy đã kiếm được cái bông hoa hướng dương rồi và đã biến mất. Chúng ta kiếm hoa hướng dương để làm mấy cái công dụng của nó. Hình như xài hơi bị nhiều á. Chúng ta không thấy cái bông nào bự hết trơn hết á. Chạy lên trên chút xíu coi. Ta kiểm tra mọi hướng. Hồi ban đầu mình kiếm được cũng dễ lắm, cũng tìm theo cách đó thôi. Peaceful Hill. Không thấy ha. Chúng ta chạy lại đẳng, chạy lại cái chỗ hồi nãy mà người chơi kia đứng ở đó. Có thể ở đó có. Chúng ta sẽ kiếm được cái Sunlight Bum. Mà hôm bữa mình kiếm ở cái chỗ chúng ta mới xuất hiện á thì nó không có. Gleam. Bây giờ phải tìm nó, không thấy. Không thấy nó. Căng thật. Phải chạy bộ. Cởi ngựa. Cố lên ngựa ơi. Uber 1 difficulty. Liều quá đi Uber luôn. Theo mình nghĩ là mình phải mạnh hơn chút nữa đi Uber cho nó thoải mái. Đi thế giới thường trước mà nhảy qua Uber luôn cũng được. Chúng ta coi thử coi xung quanh đây dòm thử cái bông nào bự bự không. Không thấy. Vẫn không thấy. Ôi khó kiếm dữ ta. Sao hồi nãy mình kiếm rất là dễ. cực kỳ dễ luôn. Đi đụng hai cái bông, ba cái luôn, ba cái bông hướng dương bự lắm. Và bây giờ chúng ta gần vô chính giữa rồi. Ta coi thử coi, ta sắp tới chỗ hay là Uber nó không có. Đừng nói vậy nha. Có thể là Uber không có, mà nếu có là phải có hết chứ, sao lại vậy đúng không? Có ai đặt cái nhà ở đó nữa. Nếu không chúng ta phải quay về thế giới thường. Phải quay về thế giới thường thôi. Chúng ta lại tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ chạy vô cái cửa đó một lần nữa. Cái cửa Adventure chứ không có chạy cửa Uber. Khó hiểu, khó hiểu. Có lẽ là do mình vô cái cửa thường chứ không vô cửa Uber trong lúc đầu á. Lên nào, lên nào. Chúng ta lên cửa đỏ luôn. Adventure Portal. Nó có phải là Uber không vậy? Nghi lắm nha. Tại vì cái cửa mình tạo ra cũng có chữ Uber gì đó. Uber 1. Rồi sao? Rồi đi thử một lần nữa chứ sao? Shadow Area. Chúng ta sẽ đi thử một lần nữa coi nó như thế nào. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Trên đường đi thì mình sẽ thu hoạch mấy cái Septon này luôn. Đá màu. Tưởng có ai đang bắn phụ. Có đường ra hay không? Cái gì vậy? Ôi lắc. Lắc 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 lắc. Coi chừng lửa 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 lửa. Chết chết chết. Đau quá, cái lửa thổi đau quá. Không kịp bật giáp lên là chết với cái lửa rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Hồi nãy mình dòm thấy cái mình xài luôn. Ta được một cái Shadow Key Fragment. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Shadow Key Fragment. Đây, nó đây. Nãy mình đi bên dưới, bây giờ mình ra bên trên. Chúng ta có một cái dùng đó nữa. Đừng có để tôi bị quê thêm một lần nữa nha. Chúng ta hãy đi nào. Qua luôn. Chỗ này không có gì để luyến tiếc hết. Có Firepick. Radiant Firepick. Chờ nó lót đi cho nó bảo đảm. Lỡ đâu lại dính vô trong đó lại không chạy được nữa. Ta bước xuống nào. Đi thôi, đi thôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường nào. Vừa nãy đụng trận với con kia nó chặn mình lại. Ta đang đi ngang qua Phi Forest. Hãy cẩn thận. Rớt xuống. Được cái là rớt xuống ta nhảy vậy thì đỡ mất máu hơn. Và cái thế giới nó lót chậm quá. Sao nó bị mặt cắt ở đây vậy ta? Vậy chúng ta phải leo lên trên đó rồi. Cao quá đi. Sao tôi leo lên được? Chỉ có cách leo bằng hướng này thôi. Đó. Chuẩn bị qua Peaceful Hill một lần nữa. Ôi, làm gì vậy? Nó đây rồi. Chúng ta hãy đi tìm hai cái bông. Gọi nó bây giờ không phải là bông hướng dương nữa mà bông dạng thọ luôn. Chà, ta chờ chút xíu cho thế giới nó hiện hình lên. Không hiện hình lên gì hết. Cái gì vậy? Không nói, cứ đừng nói là không có nha. Buồn lắm đó. Cái thế giới này nó quá nhỏ. Cái phần, cái biome nó quá nhỏ. Cái vùng nó quá nhỏ. Nó lại dính vô cái bên đó. Hồi nãy mình xài máu hơi nhiều. Chúng ta hồi máu lại. Rồi đi tiếp. Ta hãy coi thử coi tại sao nó lại không có. Hồi nãy là mình vô cái cấp thấp hơn là không có vô cái cấp Uber này. Đừng nói là vì đó mà nó có nha. Không, đừng làm vậy với tôi. Đừng nói hên xui nha. Sao cảm thấy nó hên xui quá đi. Ta phải đi kiếm được cái đó. Để mình đang cần thêm mấy cái slime bomb để làm giường á. Cần thêm mấy cái slime bomb đặng làm giường. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái cấp thấp hơn thử coi. Hồi nãy vô thấy liền mấy cái luôn mà giờ lại không có cái nào. Beowulf ghê vậy. Beowulf chứ không phải Beowulf. Này là medium, còn dưới là easy. Gì á? Rồi vô cái nào đây? Và thế giới vẫn lót. Đỡ ghê. Ôi, nguyên cái hàng nhân vật đằng trước có cánh nữa kìa. Biết chừng nào chúng ta mới làm được cái cánh đây. Bây giờ chúng ta phải hướng về trong đất liền cái đã. Có hai cái vùng hơi bị nhỏ. Có lẽ là mình phải đi khám phá rất là xa. Wow, xa quá, xa quá. Có lẽ là mình sẽ để dành lại trong dịp lần sau đi. Bây giờ chúng ta đi tham quan Uber. Đi tham quan Uber đi là vừa. Bởi vì nó có nhiệm vụ ngày hôm nay. Ngày lần sau chúng ta sẽ đi một cái nơi nào đó nó có sẵn luôn cho nó lẹ. Và bây giờ nó bắt đầu nó khùng. Chúng ta vẫn nghe tiếng để biến về. Con gì vậy? Con rồng. Có con rồng cưỡi luôn mới ghê. Té ra Uber là cái khó nhất của trong phần khởi đầu này thôi. Mình tưởng là cái gì lạ chứ. Chúng ta bây giờ cứ vô thẳng mấy cái recipe dungeon thôi. Vô chơi tới luôn. Hoặc là đi cái dungeon bự đi. Đi cái dungeon nhỏ không đã. Vô. Mặc kệ bà con xung quanh. Trời ơi, khu vực xung quanh. Vậy cũng té được nữa. Sao chậm. Dungeon. Có cái dungeon ở ngoài kia. Và chúng ta chờ nó lót một chút xíu. Mình sẽ chạy lên cái recipe đó luôn. Cũng nhiều người lên quá ta. Cái gì thế? Muốn farm dungeon có được món gì không? Có nè, recipe nè. Desert Frontier. Nghĩa là chúng ta phải farm ở một nơi, farm thật là nhiều lên cho tới khi nào mình không kiếm được cái recipe mới thì thôi. Nhưng mà với tình hình đông đảo như vậy thì hơi bị khó. Bà con lúc nào cũng tập trung lại rất là đông. Mấy con ma này hoài ta. Lên cấp. Fire Shadow Portal. Ok, bây giờ phần còn lại này chúng ta sẽ đi giải quyết mấy cái dungeon. Con này con gì đây? Đừng đánh nữa. Đánh hoài. Có cái dungeon bự kìa. Ồ, sao mình chạy xuống? Cái hướng này nó hơi khó. Lúc nào mình cũng chạy, có thiên hướng là chạy xuống phía dưới. Này không có để Đông Tây Nam Bắc gì hết. Chạy xuống dưới không à. Ơi. Thấy luôn. Ui, còn nữa hả? Còn nữa nè. Đã giấu kỹ ghê. Giấu hả cưng? Giấu nè. Đó, thu hoạch hết rồi đó. Đi nào, đi nào. Xông lên, xông lên. Ow. Đau nhá, đau nhá. Chỗ này thì đánh mình hơi bị mất máu nhiều quá. Nghĩa là nó khá là mạnh. Chúng ta chơi kiểu này cho nó nhanh. Mình thấy mọi người vẫn thích xài cái này hơn. Đâu rồi, slay the golden scarab. Scarab chứ. Có con boss. Con đó con boss, hèn gì nó đánh đau. Chúng ta đi về hướng này coi. Wow. Không biết nó phải boss hay không. À không phải boss, nhưng mà tụi này nó mạnh quá bức. Bấm hồi máu. Kỳ vậy ta, sao bấm hồi máu rồi nó không hồi. Ta có cái gì đây? Có cây kiếm job in time. Căng thẳng, căng thẳng. Slay the golden scarab, slay the rays foreman. Ôi. Không chơi. Desert Frontier Uber 1. Ta đi khám phá thử rồi khu vực xung quanh đây còn cái gì nữa hay không. Nếu mà không có thì chúng ta phải leo lên trên nóc. Cái gì vậy? Chúng ta leo thử lên trên nóc nào. Hi. Lên. Chúng ta lên tới trên nóc. Và nó không, mình không thấy gì cả. Không thấy gì hay ho ở trên này hết. Là sao? Có phải nơi này không? Họ không phải, không phải. Đau, đau quá đau. Kinh khủng thật. Có lẽ chúng ta chưa đủ khả năng để đi Uber. Còn cái đinh ganh này sao mình không biết đường. Không tìm được đường hay sao á. Hơ, chúng ta rớt xuống dưới. Ta đi ra luôn nào. Phải là đi ra ngoài. À, đi ra ngoài. Cái khu này nó hơi bị bự. Nó có ba cái mặt, ba cái con gì đó. Cái cấp này nó hơi bị quá sức. Sở dĩ mà chúng ta đánh nó cảm thấy thoải mái á, là không có bị mất máu nhiều quá. Còn về thì hơi bị quá sức. Chỗ này thì sao? Này chỉ là cái đầu lâu thôi. À, bên này. Tấn công. Tấn công vô. Cái bên kia mỗi cái mạng chúng ta phải tìm hiểu làm sao để có thể đi được. Mệt ghê. Mỗi cái dungeon nó được thiết kế khác nhau. Nó chỉ có một số cái điểm giống nhau. Ví dụ như cái này thì mình đi rồi mình biết. Những cái đó thì cơ bộ nó rộng quá. Đó có con boss gì kìa. Căng ghê không? đập một cái banh xác, boomstick, relic, legendary. Nó cũng không có đồ gì mạnh ha. Ta quay về một cái, mình sẽ quay về để mình coi thử coi mình cần cái gì nữa. Chúng ta mục tiêu chính là đi farm đồ chế tạo, mà bây giờ thành ra đi farm đủ thứ đồ hết trơn. Cái Uber hơi mạnh, đi hơi khó. Đi cái cửa này là dừa. Cửa này mình vô mình đánh thấy dừa đủ, không có bị quá sức. Bởi vì không có tập trung vô đi farm đồ á, chỉ lo chạy một vòng chơi là chính. Ta vô coi thử lại nào. Đâu rồi? Peaceful Hill. Hay quá, cái vùng này nó bự. Biết đâu chúng ta lại kiếm được cây... Rồi. Tới nữa tôi lại bị KS mấy cái slot. Đừng có như vậy chứ. Dạ. Rồi mình bay đi đâu nữa rồi đây? Có cái slot nằm đây nữa hả? Phù. Chúng ta mở mấy cái này thử coi. Mở nào. Flood. Có một cái thôi. Rồi bắt đầu đem vô hành đồ ép. Đồ ép hết, quất hết. Cả cái... Ồ, cái mặt nạ mạnh hơn nè. Khoan. Kỳ vậy? Cái mặt nạ này đang xài mà tự nhiên lại bị đổi. Shadow. Ta đem bỏ hết mấy cái này đi. Bear gì đó. Mặt nạ mình không thích lắm. Nó cũng không có gì để nhìn cái mặt nạ kỳ. Accept. Bây giờ coi thử coi cái phần này. Pool table top corner. Không biết chỗ nào luôn. Cái đó mình sẽ coi lại sau. Còn bây giờ chúng ta bỏ những cái món này vô trong này hết đi. Kiểm tra lại thử coi mình có được cái thứ gì trong này. 190, 64 Septon, Plunk Rod, Spawn để hút nước nè. Chúng ta đi hút nước, muốn hút nước để mình nâng cấp cái này lên. Có cần nâng cấp bây giờ hay không thì chưa biết. Cần 641 để là phải đi farm thêm mấy con cây nấm á. Đâu rồi. Adventure Rapting Bench không phải. Cái cất vô trước đi. Cái này không có làm được gì nữa và chỉ có thằng này Advanced Shadow Key. Shadow Key farm cái này cũng đuối luôn à nha. Đuối thật đó. Mark Rider 629. Bây giờ trong thời gian này như vậy là chúng ta đã có được cái cửa Uber ngay trên nhà thì nó cũng vừa đủ. Chúng ta coi thử chúng ta lấy lại cái cửa này được không? Có bể cái cục đó hay không ạ? Vậy là chúng ta vẫn lấy cái cửa Uber lại được. Mình đặt ở trên nóc nhà. Tiếu thiệt. Và như vậy là trong ngày hôm nay chúng ta đã đi được cái Uber, thì có lẽ là trong tập sau chúng ta sẽ đi tìm lại cái bông hoa hướng dương để chúng ta tìm mấy cái Sunlight Bum thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!